Các anh chị và các bạn, hôm nay em lên clip 45 nha các anh chị. Thì hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn cái QR code thì các anh chị vui lòng gửi phí vận chuyển ạ. Em tên đường số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Thì các anh chị nào mình chốt hàng á, mình chốt cái mã nào mình xem kỹ giúp em nha các anh chị. Rồi em vô cái mã số 1 luôn nha. Thì mã số 1 là em có một cái cây kéo này nha các anh chị. Cây mã số 1 là 350.000 nha các anh chị. Thì hiệu của nó là ARS Made in Japan. Thì cái cây này á, hình thức của nó là như vậy nha. Thì để hình thức như vậy là nó là 1 mét, nó là 72 cm nha các anh chị. Thì các anh chị mình rút ra này. Đó, mình rút ra như vậy á, là 85 nha các anh chị. Còn mình rút hết ra luôn là 105. 105 cm nha. Đó, hình thức như vậy. Rồi thì cái lưỡi của nó đây. Thì em sẽ rút vô này, khi các anh chị mình muốn rút lại rồi đó, mình bấm xuống nha, rút lại nha, rút chớp lại nha các anh chị. Đó. Cái lưỡi này. Thì cái lưỡi này là của ARS nha các anh chị, cây này ARS nè, lưỡi còn ngon lành luôn nha. Thì cái này là em không có mài gì hết nha, không có làm trắng sáng gì hết, chỉ có bật chừng có bóng đèn không sao á. Không. Thái bỏ ra hộp á. Rồi thì cái lưỡi này nha các anh chị, nói chung là nó không có bị gì hết nha, mà nó còn bén lắm nha các anh chị. Các anh chị mình về chỉ việc xài thôi, sau thời gian là mình hỉ mài sau nha, chứ còn cái này có ngọt ngay luôn rồi, bén ngót luôn, không có bị gì hết nha. Thì cái chiều dài lưỡi sử dụng là 15 cm nha các anh chị. Nó do bị ẩm nên nó hơi đen đen như vậy thôi. Còn cái này là con ốc, thì các anh chị mình chỉnh lưỡi nè. Rồi, mã số 1 nha các anh chị, 350.000. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 thì em có một cái cưa. Cái cưa này Suki Big Boy nha các anh chị. Cái này Suki Big Boy, chiều dài lưỡi của nó là 360 nha các anh chị, Made in Japan. Đây thì cái này em sẽ quay kỹ các anh chị. Cái cắn luôn còn đẹp lắm nha. Đó. Cái này nó dài lắm nha các anh chị, nó tới 360 nha. Phải không ta? Đúng rồi, 360 nha. Thì em sẽ quay cái cắn trước này. Đó. Còn cái lưỡi. Cái lưỡi này là chưa có sử dụng nha các anh chị. Cái lưỡi này còn khá mới luôn nha. Đó, mới này còn ở trong cái bịch như vậy luôn nha các anh chị. Đây, đó. Lưỡi Suki Big Boy nha. 360 Made in Japan. Đó, hình thức là không có bị gì hết nha. Do cái hòn này á, ở nó đi bãi á, thì nó có những cái vết chài chài như vậy thôi, chứ còn cái lưỡi cưa là còn khá ok nha các anh chị, không có bị gì hết. Chiều dài của nó là lưỡi là 360, thì chiều dài nguyên cây á, chắc cũng 72. Em có 77 nha các chị, chiều dài nguyên cây á là 77. Đó, ngon lành luôn nha. Suki Big Boy. Rồi mã số 2 nha các anh chị, 600. Các anh chị nào chốt thì xem kỹ giúp em nha, em nhận chuyển khoản nha các anh chị. Mã số 2 là 600. Tiếp theo là mã số 3 là một cái cây cưa lách. Cây này thì hiệu con cá nha các anh chị. Ta hiệu con cá này. Đó. Cũng còn ngon lành nha. Răng rồi còn đẹp lắm nha các anh chị. Đó. Răng rồi còn ok. Cũng còn cái mặt rồi cũng còn đen luôn nha các anh chị. Nó còn bén lắm. Chiều dài lưỡi của nó là 21 cm nha các anh chị. Còn cái cắn này, cắn cũng đẹp luôn nha, không có bị gì hết nha các anh chị. Đây có chữ này, hiệu con cá, cá mập. Rồi mã số 3 nha các anh chị, 100. Tiếp theo là mã số 4 thì em có một cái lưỡi cưa của cái lưỡi cưa của Yokucho nha các anh chị. Đó, Yokucho Made in Japan. Thì lưỡi này là chiều dài của nó là 270 nha các anh chị. Đó, lưỡi nó có cái chân như vậy. Các anh chị về mình có một cái cán để mình gắn vô cũng được. Còn nếu mà các anh chị mình không có thì mình chế một cái cục gỗ mình kẹp vô mình xài nha các anh chị. Đó, cái lưỡi này là lưỡi chưa sử dụng nha các anh chị. Răng nhuyễn nha. Đó, răng nhuyễn này chiều dài 270, mới chưa sử dụng. Rồi mã số 4. Cái này là mã số 3. Mã số 3 120 nha các anh chị. Mã số 3 các anh chị nào mình chốt giùm em cái lưỡi cưa nha. Lưỡi cưa 120, tại vì nó trùng hai mã, mã kia mã số 3. Rồi lưỡi cưa nha các anh chị. 120.
Rồi chốt mã lê cưa. Rồi tiếp theo là một cái cây kìm tuốt nha các anh chị. Cây này thì của Versailles Japan. Đó Versailles nha. Bảng B nha các anh chị. Bảng B thì mình tuốt được là 1 ly 6, 2 ly 2 ly 6 và 32 nha các anh chị. Đó Versailles. Còn tuốt là hoạt động ok hết nha. Cắn tay cầm được cũng không có bị rách gì hết nha các anh chị. Đây hoạt động ngon lành nha. Rồi thì cái cây này nè, em sẽ tuốt thử cho các anh chị mình xem nha. Em tuốt dây điện khoảng 1 ly máy. Đó, ngon lành nha các anh chị. Em tuốt. Rồi. Hoạt động được ok hết nha các anh chị. Đây. Đó, rồi. Rồi cái này là mã số 4 nha các anh chị, 250. Mình tuốt được chai ly lớn nhất là 3 ly 2. Chiều dài của nó là 17 nha các anh chị. Đây em sẽ quay kỹ lại cho các anh chị mình xem nè. Tuốt lớn nhất là 3 ly 2 nha. Đó cắn tay cầm được còn ok. Rồi mã số 4 250. Tiếp theo là mã số 5. Cũng một cái cây của Versailles da băng luôn nha các anh chị. Thì cái cây này mình tuốt được cũng là 3 ly 2 nha các anh chị. 3 ly 2. Thì mình tuốt là 1 ly, 1 ly 6, 2 ly 6 và 30 ly 2. Cắn thì cắn bằng cái này nha các chị. Cắn nhựa mềm. Cắn này. Rồi thì cái cây này á là hoạt động cũng ngon lành hết nha. Nói chung là em thử rồi nè. Các anh chị mình yên tâm á. Đó hoạt động ok. Da em nhỏ nên em tuốt cái ngoài nhỏ nha. Rồi chiều dài của nó cũng 17 nha các anh chị. Hiệu của nó là Versailles. Rồi mã số 5, 250 luôn. Tiếp theo là mã số 6 nha các anh chị. Là em có một cái cần lốc lắc này của Mitolo nha các anh chị. Logo nội địa Nhật này, Mitolo. Thì cái cần này á, là khẩu của nó là 1/2 nha các anh chị. Còn khá đẹp luôn. Đó, còn đẹp lắm nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 30 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 30, khẩu là 1/2. Là bằng 12.7 mi, không có trài tráp sơn gì nha các anh chị. Rồi mã số 6, 230. Tiếp theo là mã số 7. Là một cái tay nối này nha các anh chị. Tay nối này là của KTC. Đây, 12.7 mi KTC. Đó, logo nội địa Nhật. Khẩu là 1/2 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 15 cm, còn khá đẹp luôn. Đầu được còn đẹp hết nha. Rồi mã số 7, 100. Tiếp theo là mã số 8. Là một cái cây cần lúc lắc, vừa tự động và vừa lúc lắc luôn nha các anh chị. Thì cái cây này nó chỉ có chữ da ben ở đây thôi. Cắn tay cầm được cũng còn ok hết, không có bị tóp sơn tóp si gì hết nha các anh chị. Rồi thì cái cây này nè, đó, okay, lúc lắc. Lúc lắc nha. Còn cái này là tự động nha các anh chị. Đó, tự động. Khẩu này là khẩu 3/8 nha các anh chị. Khẩu 3/8 này là bằng 9.5 mi. Còn đẹp luôn nha các anh chị, không có bị tóp sơn tóp si. Cái này thì da ben, chiều dài của nó tới 20 mấy lận. Chiều dài của nó 27 nha các chị. Rồi mã số 8, 180.000. Tiếp theo là mã số 9. Là một cái cây cần này nha các chị. Cái cây này là ở cái hiệu của nó như vậy nha các chị. Có mã số rồi này kia luôn. Cái cắn thì nó hơi rách rách như vậy nè. Đó, cái cắn của nó không có được đẹp nha các chị. Cắn không có đẹp. Đó, rách như vậy nè. Cái đầu của nó là khẩu 3/8 nha các chị. 3/8 là bằng 9.5 mi. Hoạt động ok nha. Rồi. Khẩu 1 khẩu 3/8 nha các chị. Chút nó quá cái cục đó. Quên rồi. Khẩu 3/8 nha các anh chị, hoạt động luôn ngon lành lắm nha. Đó nè. Rồi em quay. Đó. Rồi cái này thì chiều dài của nó là 18 nha các anh chị. Mã số 9 130.000. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cái cây này. Cây này thì các anh chị mình mở được ốc là từ 21 đến 35 mi nha các anh chị. Đó, da ben. Trong số này chiều dài của nó là 250 mi nha các anh chị. Đây khi các anh chị mình mở này, mở ốc 21 nha, nhỏ nhất là 21 nha các anh chị. Rồi mình mở lớn hơn này, đó mình càng mở lớn hơn cái mình hắt xuống này đó, thì cái hình thức răng rồi còn đẹp hết nha các anh chị.
thì mỡ ốc từ 21 đến 35, còn chiều dài hết là 25 nha các anh chị. Rồi mã số 10, 130.000. Tiếp theo là mã 11 nha các anh chị, là một cái cây kéo các tôn này của Mitsubishi. Cây này cắn tay cầm được còn đẹp hết nha các anh chị. Thì lưỡi cắt đây, em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem. Ở lưỡi được còn ngon lành nha các anh chị, không có bị gì hết. Em cắt thử cho các anh chị xem luôn. Đây, mấy cái này cắt ngọt lắm nha các anh chị. Nói chung là cây này còn khá đẹp luôn. Thì chiều dài của nó là 25 nha các anh chị, lưỡi đẹp, cắn tay cầm được ok. Trên hiệu của nó là Mitsubishi nha các anh chị. Cái các tôn khi các anh chị mình cầm vậy nè, mình cắt tới nó không có đụng tay nha. Người ta thiết kế nó hơi xéo như vậy, không đụng tay. Trời, mã 11 230 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 12. Mã 12 là em có một cái cây kéo này. Cây này thì còn xài ngon ok hết nha. Của Germany nha các anh chị, của Đức nè. Có hai cái ông lực sĩ nha các anh chị. Đó, của Đức. Thì cái cây này nè, cái lưỡi rồi còn ngon lành hết nha các anh chị. Nhưng mà nó bị gãi mất cái mũi nhọn chút xíu nha. Đó, nó gãi mất mũi nhọn. Thì các anh chị mình xài bình thường nha các anh chị. Nói chung là cắt ngọt là được rồi nha. Chứ còn cái mũi đó thì nó có gãy nhưng mà không có bị gì hết nha. Cắt ngọt lắm nha, lưỡi còn ok luôn này. Chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Răng nó cũng còn đẹp. Đó. Rồi mã số 12 nha các anh chị, 130.000. Cái hồ lô của Đức. Rồi tiếp theo là mã 13 nha các anh chị. Mã 13 là cũng một cái cây kéo hồ lô của Đức này. Cây này thì của Germany luôn nha các anh chị. Đó, Germany, inox của Germany. Đó. Thì cây này là cái lưỡi cắt của nó là như vậy nha các anh chị. Đó, lưỡi cắt cũng còn ok, em cắt thử cho các anh chị mình xem á. Cắt ngọt nha. Đó, cắt ngọt ngay à. Cái này chiều dài của nó cũng 20 nha các anh chị. Đây em cắt cái gì nó chín. Chiều dài 20, cắn tay cầm được còn đẹp. Cái này là bình thường không có bị gãy mũi nha. Đó, cây này còn đẹp nè. Rồi mã số 13 nha các anh chị, 200. Tiếp theo là mã 14. Mã 14 là một cái cây vít này nha các anh chị. Cây vít này là của Vercel nè. Đó, Vercel. Thì cái cây này là một cái cây vít lắc nha các anh chị. Mũi của nó là từ 6, mũi còn đẹp lắm nha. Đó, mũi còn đẹp. Cái cắn thì nó hơi tróc cái mặt ni người ta sơn thôi nha. Còn cái này đẹp. Các anh chị mình để chính giữa là một cây vít bình thường nha. Đó, không lắc. Qua lắc lại. Cái này chiều dài chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Mã số 14, 100. Chiều dài 20. Cái mũi còn đẹp lắm nha. Vít trừ. Vừa lắc thôi. Các anh chị mình vừa lắc tự động này, vừa thành một cây vít bình thường luôn. Rồi, mã 14, 100 còn đẹp. Tiếp theo là mã 15. Mã 15 là một cái cây vít này nha các anh chị. Cây vít này là của Vercel này. Ở Vercel 5500. Thì cái cây này là nó có gồm, để em có tất cả là mấy mũi. Đó, nó gồm như vậy nha các anh chị. Nó có một cái mũi như vậy. Đó, cái mũi đây. Mũi rồi một cái mũi trừ 6 này, còn cái mũi đây người ta họ làm nhỏ nhỏ như vậy nha các anh chị, không biết là đó một mũi này. Rồi một mũi lấy dấu như vậy nha các anh chị, một mũi BH1, một mũi BH2 và một mũi khoan. Thì cái bộ này là gồm 5 mũi như vậy nha các anh chị. Đó, em sẽ quay. Nói chung là cái mũi nó trài trài nhưng mà cái đầu nó không có le gì nha các anh chị, cũng còn đẹp. Rồi. 5 mũi. 6 mũi chứ. 6 mũi nha các anh chị. Thì mình dặn lại. Mình dặn lại như vậy. Rồi. Hoạt động ok, cắn rồi tay cầm rồi cũng còn ngon lành nha các anh chị. Khi các anh chị mình muốn thay mũi mình dặn cái này thôi. Dặn cái này mình rút ra mình thay mũi khác thôi nha các anh chị. Đó. Rồi cái mình dặn mạnh ra chút nha. Rút vô. Mình đốt vô mình dặn lại nha. Rồi thì cái cây này là mã 15 nha các anh chị, 150.000. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 là một cái cây vít lắc góc nha các anh chị, góc hẹp á. Thì cái cây này nó không có hiệu gì hết nha các anh chị. Cái chân này là 6.35 ly nè. Đó, nó không có hiệu gì nha. Thì cái cây này các anh chị mình lắc
lắc. Mình gắn cái mũi vít 6.35 ly vô này, mình gắn vô cái cây vít cho mình lắc nha các anh chị. Đó, thì cái cây này là hình thức của nó là như vậy, nó không có hiệu gì hết nha. Cái này thì chiều dài của nó là 13 năm nha các anh chị, mã 16 80.000 không có hiệu. Tiếp theo là mã 17 là một cái cây vít, cái cây này, cái cây cần, cái đầu ra của nó là 3/8 nha các anh chị, 3/8 là bằng 9.5 mi, hiệu của nó là KTC Pitotone, còn khá đẹp luôn nha. Cán đồ đẹp lắm nha các anh chị, cây này đẹp lắm luôn. Chiều dài của nó là 15 sen nha các anh chị, chiều dài của nó là 15 sen, khẩu của nó là 3/8, đầu rồi còn đẹp, không có trài sơn tóc xi gì hết nha. Rồi mã 17, 150. Tiếp theo là mã 18 nha các anh chị. Mã 18 là một cái gì? Cái thước góc này nha các anh chị, cái thước này là của Shinhwa Made in Japan, thì cái cây này nè, nó hơi trài trài chút xíu thôi nha. Đó, nó có trài trài cái phần này thôi, còn chữ số rồi còn rõ ràng hết nha các anh chị. Đó. Thì cái cây thước này là của Shinhwa Made in Japan nha các anh chị, mã số 18 200. Tiếp theo là mã 19 thì em có một cái cây thước thủy này. Đây, Alumi này. Made in Japan nha các anh chị, level của đó, Made in Japan. Thì cây này nó có hai cái mắt thủy như vậy nha các anh chị, một mắt, hai mắt. Đó. Thì cái phần này á là còn nắp được đầy đủ hết, nó có hai cái 500 hít. Cái 500 này hít cực mạnh nha các anh chị, hít mạnh lắm. Cái này nặng quá không hít được. Đó. Ừ. Ừ. Đó, nó hít cái cây này. Đó, thì nó có hai cái 500 hít như vậy nha các anh chị. À, càng hít không hít. Thì Made in Japan, đây 500 hít. Rồi cây này chiều dài của nó là 30 nha các anh chị. 30. Đó, 30 này. Hai mắt thủy cũng còn đẹp nha các anh chị. Đó, em thử cũng còn ok. Rồi mã số 19, 150. Tiếp theo là mã 20 nha các anh chị. Mã 20 là một cái cây thước này 60 sen nha các anh chị. 6 tắc. Cây này còn khá đẹp luôn. Nó như mới luôn nha các anh chị. Nói chung là do hàng bãi thì nó hơi có những cái vết dưa rồi trài trài chút đỉnh thôi, chứ còn mới tinh luôn này. Đó, xin 600 mi logo nội địa Nhật. Này em quay kỹ các anh chị mình xem, mới tinh luôn nha, không có bị gì hết đâu nha các anh chị. Đó, Made in Japan. Rồi bên này cũng vậy luôn nè, bên này mới hơn nữa. Đó, thì cái cây này là nó còn mới tinh nha, nó còn trong cái bịch giấy này thì hàng bãi thì nó hơi rách rách cái bao bì chút, nó hơi dưa dưa chút chứ nó không có bị gì hết. Rồi mã 20, 108 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 21, là một cái cây thước này 1 mét nha, cây thước này bản bự lắm nha, 1 mét đẹp nha các anh chị. Cây này nó đây, em sẽ rút thử. Đâu rồi? Đây nha, cây này cũng còn mới tinh luôn nha các anh chị. Này em sẽ quay này. Đó, mới tinh luôn này. Tại cái này là do em rửa nó hơi quèn quẹn như vậy nha các anh chị, chứ nó không có bị gì hết á. Đó. Đây, thước 1 mét nha. Do rửa đút vô tăng cái rồi nó bị ẩm ẩm á. Chữ số rồi còn rõ ràng đẹp luôn, Made in Japan là chữ nổi bự đẹp luôn nha. Đó. Cái này nè, thép này nè. Tinh. Đây, thước này là thước 1 mét nha các chị. Xanh vui. Thước này đẹp lắm luôn. Đây, nội địa Nhật, Made in Japan. Bên này. Rồi thì cái thước này là mã 30, mã 21 nha các chị. Đây, thước chữ số rồi còn đẹp. Đó, bên này là như vậy. Đau mắt rồi tự nhiên mất tiêu. Đây. Đó, bên này nó không có chữ nha. Thì cái cây thước này là còn cái bịch này luôn nha các chị. Để em quay bên ngoài thử. Rồi mã 31, 300 nha các chị. Đây nè, em sẽ quay nè. Đó, mã 21, 300, 1000 mi. Mi này. Rồi gì. Đó.
còn cái bao bì như vậy luôn. Rồi mã 21 300. Tiếp theo là mã 22 thì cái búa này nha các chị, cái búa này, búa đóng dài, búa gì? Cái đầu đóng của nó là như vậy. Đó. Phần này cán tay cầm rồi đẹp hết, nó có cái chữ. Rồi mã 22 nha các anh chị, 170.000. Cái búa này nặng của nó là 370g nha các chị, 350g nè. Chiều dài của nó là 33. Cái búa mã 22 170. Đầu đồ đẹp nha. Nó chưa có sử dụng luôn á. Rồi tiếp theo là mã 23 nha các anh chị, là một cái búa mini này. Thì cái búa này là nó, cái đầu này là một đầu sắt và một đầu nhựa như vậy nha các anh chị. Đó, một đầu sắt và một đầu nhựa, mã 23 100. Cái búa này nặng của nó là 150g nha các anh chị. Nặng 150g. Các anh chị mình xài đồ nhỏ nha. Nó là một cái đầu nhựa này và một cái đầu này là đầu đầu sắt này. Dư rồi, chiều dài của nó là 30 nha các anh chị. Nặng là 150g, bằng to hơn cái ngón tay của em chút thôi. Rồi mã 23 100. Tiếp theo là mã 24 là một cái cây rút rive này nha các anh chị. Cái cây rive này thì hiệu của nó là Luster nha. Đó, 320.000. Đầu của nó là còn đẹp trắng sáng luôn nha các anh chị. 2.4, 3.2, 4.0 và 4.8. Thì em thường rút với lại rive em thường rút là 3.2 nha các anh chị, để xíu nữa em rút thử. Da ben này. Đó. Rồi em sẽ rút thử cho các anh chị mình xem ha. Đầu rồi đuôi tay cầm được còn đẹp hết, nó chỉ trài cái sơn nhẹ thôi nha. Trài trài chút đỉnh thôi chứ không có cái sơn đây này. Đó, thì em rút này. Cái gì vậy em thử. Đây em thử cho các anh chị mình xem á. À. Lưỡi tôi để chóc lên nhà này. Đó. Rồi em thử lại cái nữa cho các anh chị mình xem ha. Đây. Đây cái này nè, giữ cái ngón tay cho nó giữ cái rive nha các anh chị. Đây nó không có cái đồ á. Nó không có đồ kẹp lại á. Đó. Đó. Rồi. Thì cái cây này chiều dài của nó là 27 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 27. Mình rút cũng còn ngọt ngon lành. Rồi da ben. Hiệu của nó Luster, mã 24 nha các anh chị, 320.000. Tiếp theo là mã 25 là một cái ống nước này nha các anh chị. Cái ống nước này, cái này là 1/2. Cái van nước này là 1/2 là bằng 19 ly á hả? 1/2 nha các anh chị, 1/2 này người ta để nè, 1/2 này răng trong như vậy nha các anh chị. Đó, 19. Rồi thì cái cây này nè, đó. Mình khóa lại nha. Đây khóa này. Thì cái đồ khóa này nó cũng cứng cáp lắm nha các anh chị. Đó. Để các anh chị mình muốn khóa van dầu, khóa van gì đó các anh chị mình khóa nha. Đó, hình thức của nó là như vậy. Thì chiều dài của nó, chiều dài từ bên này qua bên này nha các anh chị là 6 cm. Nó có cái chữ NBO gì như vậy nha. Cái này nó có cái gì nè, nó có cái số gì. Rồi 1/2. Rồi mã 25 nha các anh chị, 150.000. Tiếp theo là mã 26 thì có cái cảo này của Super nha các anh chị, Super Japan G3 nha các anh chị. Thì cái cây này, cái ti này là 12 này, còn cái phần này là 9 cm nha các anh chị. Phần này là 8,5 cm, 9 cm gì á, 8,5 cm nha các anh chị. Còn cái ti này là 12 này. Đó, cái chiều dài của cái ti 9,5 cm là 12, còn cái này là 8,5 cm này. Cảo hiệu Super G3 nha. Đó. Da ben còn đẹp mới tinh luôn nha các anh chị, chưa có sử dụng. Nó còn mới lắm luôn này. Đó. Rồi mã số 26 nha các chị, 370.000. Tiếp theo là mã 27 nha các anh chị, là một cái căn. Cái căn này là 4 kg nha các anh chị. Cái căn này là 4 kg nè. Đó, thì cái phần căn này cũng còn ok hết nha. Đây em xách lên cho các anh chị.
Đó, phần căn là 4 kg. 4 kg. Hình thức bên ngoài được cũng còn không có bị, không có bị trài gì, mớp méo gì đâu nha các chị. Còn kéo nè, đó các chị mình kéo 4 kg. Rồi thì cái cây này á, là chiều dài là mã 27 nha các chị, 180.000. Cái này thì chiều dài của nó là 19 nha các chị. Rồi mã 27 180. Tiếp theo là mã 28 nha các chị. Mã 28 là một cái cây cần này, cần 3 số này nha các chị, cờ lê 3 số này. Thì cái này là 12 nha. Là 12 thì có tróc xi thôi nha các chị. Cái này là tróc xi thôi chứ nó không có bị mẻ gì đâu nha. Răng ngàm được cũng còn ok. 12, 10, 14 nha các chị. 10, 12 và 14. Đầu 12, 14 cũng còn đẹp nha. Hoạt động ngon lành nha các chị. Đó, hoạt động ok. Rồi mã số 28 nha các chị, 140.000. Tiếp theo là mã 29. Mã 29 là một cái cây KTC Kyototone này nha các chị. Thì nó có một cái chìa khóa là 19. 19 cũng còn ok nha. 19 cũng còn đẹp nha các chị. Đó, thì nó có trài trài chỗ này chút xíu nè. Còn cái này là bên này là nó có cái đầu lốc lắc của 19. Thì cái đầu 19 này còn đẹp nha các chị. Đầu 19 này còn đẹp nè. Rồi cái này thì chiều dài của nó là 26 nha các chị. Chiều dài nó 26. Thép alloy luôn KTC. Rồi mã 29 nha các chị, 140.000. Tiếp theo là mã 30. Mã 30 là một cái cây Lotter này nha các chị. Thì chiều dài của nó là 150. Đó, cắn tay cầm được cũng đẹp hết. Made in Japan, logo nội địa Nhật. Trài xi chút xíu chỗ này thôi, còn cái đầu còn đẹp nha các chị. Đây, hoạt động được ok hết. Thì cái miệng của nó đây nha các anh chị. Cái miệng đây, miệng thì cũng còn đẹp nha. Đó. Phần ngàm được còn ok hết nha các anh chị. Rồi cây này thì mã 30 nha, 100.000. Chiều dài của nó là 150mm nha các anh chị. Thì cái phần hình thức của nó là miệng mở rộng là 200mm. Đây, đó. Rồi mã 30 nha, 100.000. Tiếp theo là mã 31. Mã 31 là một cái cây này của Super nha các anh chị. Cái mỏ lết mỏng này của Super Tone. Thì chiều dài của nó là 200mm nha các anh chị. Nhưng mà miệng mở rộng của nó tới 30 nha. Miệng mở rộng của nó mở rộng lắm luôn. Phần ngàm đồ còn đẹp lắm nha các anh chị. Đó, phần ngàm còn đẹp, không có rơ lắc gì nha. Ngon lành. Rồi thì cái cây này là cho các anh chị mình mà trèo leo trèo đồ mang theo nó nhẹ nha các anh chị. Đó, hình thức của nó này nó chỉ dính sơn thôi chứ không bị gì hết. Rồi mã 31, 170.000. Tiếp theo là mã 32, là một cái cây mỏ lết này nha. Cây này là của 250mm hiệu Ego, logo này từ Nhật. Cây này thì nó chỉ trài nhẹ chỗ này chút thôi nha các anh chị. Đó, phần miệng ngàm này. Đây, em quay ra cho các anh chị mình xem nha. Đó, phần nó hơi trài trài chút thôi nha các anh chị. Nhưng còn cứng cáp, không có rơ lắc gì hết nha. Trài thôi nha, không có bị mớp vô đâu nha các chị. Nó trài cái lớp xi á, em quay các chị mình thấy vậy thôi chứ nó không có bị gì. Rồi chiều dài của nó là 250mm, miệng mở rộng của nó là 30mm nha các anh chị. Rồi mã 32, 170.000. Tiếp theo là mã 33. Mã 33 là một cái cây mỏ lết này của Lotter nha các anh chị. Đây Lotter Made in Japan, nó cũng có trài xi chút đỉnh nè, nhưng còn đẹp nha các anh chị. Cái miệng trài chút chút à. Đây thì chiều dài của nó là 300mm, miệng mở rộng của nó là chiều dài của nó là 250 nha các anh chị, 10 in, miệng mở rộng của nó là 30 nha các anh chị. Hoạt động được ok. Răng ngàm được, miệng được cũng còn đẹp lắm nha. Đó, không có rưa lắc gì, cây này là khá chắc chắn luôn đó. Nó chỉ bị trài sơn thôi nhé, không có rơ một miếng nào luôn á. Rồi mã số 33, 170.000 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 34, là cái mỏ lết này của Lotter nha các anh chị. Mỏ lết răng của Lotter, chiều dài của nó là 300mm nha các anh chị. 300mm. Đây của Lotter Japan, 300mm. Thì cái cây này phần răng ngàm được cũng còn đẹp nha các anh chị. Đây, răng ngàm được ok hết nha. Rồi tay cầm được còn đẹp.
Cái này thì miệng mở rộng của nó là 5 sen nha các anh chị. Miệng mở rộng của nó là 5 sen. Tao mất cái bút mẹ tiêu. Cái này thì 250 nha các anh chị. Mã 34 250.000. Chiều dài của nó là 300 mi. Mã 24. À quên, mã 34 chứ. 34 250.000. Logo nội địa Nhật còn đẹp luôn nha. Răng ngàm đồ chỉ tài. Ơi, mã 34 250. Tiếp theo là mã 35 nha các anh chị. Mã 35 là một cái cây mỏ lết này của Rigid nha các anh chị, của Mỹ nha. Đây Rigid nè. Đó. Của Mỹ nha các anh chị. Cây này thì 14 in, 14 in là 350 mi nha các anh chị. USA. Đó. Cây này thì còn ok hết nha các anh chị, không có bị gì, chỗ này nó hơi cắn cắn chút xíu thôi. Thì cái phần răng của nó này còn đẹp nha. Tại em rửa nó hơi vàng vàng lại như vậy chứ nó không có bị gì hết. Đó. Rồi thì cái cây này là chiều dài của nó là cái miệng mở rộng của nó là 75mm nha các anh chị. Để anh tất như vậy là 75mm nè. Chiều dài của nó là 14 in. Cắn nhôm nha các anh chị. Cái phần này cắn nhôm này cho các anh chị mình cầm nhẹ tay nè. Đó, Rigid nè, cắn nhôm. Còn cái này là bằng thép nha các anh chị. Đó, hoạt động là ok hết. Ôi trời, quay vô. Đây, em quay vô cho các anh chị mình xem nha. Đó, hoạt động là ngon lành nha. Rồi, mã 35, 430 nha các anh chị. Cái này thăng nhôm, còn cái này là bằng thép nè. Đó, 35, 430. Tiếp theo là mã 36 là một cái cần quay này nha các anh chị. Cái cần này là của Tone nha, Tone Japan nha các anh chị. Thì cái cần này là khẩu của nó là 1/2 nè. Mình quay như vậy nha các anh chị. Đó, quay. Đó. Thì cái hình thức của nó là như vậy nha các anh chị. Còn cái chiều dài của nó em đo cái thẳng như vậy là 40 nha các anh chị. 42. 42 rồi, mã 36, 170. Thì nó cũng có những cái vết tróc tróc trài trài thôi, chứ nó còn đầu bi rồi còn đẹp hết nha. Rồi mã 36, 170. Tiếp theo là mã 37 nha các anh chị. 37 thì em có cái cặp, cái cặp gì đây, cái cặp cảo nha các anh chị. Cặp cảo ép. Thì cái cặp này là chiều dài của nó là 250 x 80 nha các anh chị. Hiệu của nó là Bakuma. Chiều dài là 250 x 80. Thì cái cặp này còn khá đẹp luôn nha các anh chị. Đó. Còn đẹp, không có bị tróc sơn, tróc xi, không bị trài gì hết nha. Rồi cặp này thì mã số 37 nha các anh chị, 350.000. Tiếp theo là mã 38 là một cái kìm nhọn này nha các anh chị. Cái kìm này thì cái hiệu con cá như vậy nha các anh chị, grab gì nè. Đó, hiệu con cá banh, cái này là để mở lưỡi câu hay banh miệng con cá gì nè. Đó, thì cái hình thức của nó là như vậy nha. Cái đầu của nó nhỏ tròn qua như vậy, không có cái đồ cắt nha các anh chị. Đó. Cái này thì chiều dài của nó là 16. Rồi mã số 38, 70.000 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 39. 39 là một cái cây kìm cắt xéo của Tớp. Của Tớp nha các anh chị, của Tớp nè. Đó. Thì chiều dài của nó là 16 luôn nha các anh chị. Nó có một cái lỗ tuốt dây điện. Thì em sẽ cắt thử cho các anh chị mình xem nha. Đó, cắt ngọt ngay nha các anh chị. Còn cái lỗ này để các anh chị mình tuốt nha. Nè. Các anh chị mình tuốt. Cái này em không có tuốt được. Đó. Thế. Đó. Thế. Tốt nha các anh chị. Đó, răng được, lưỡi được còn ngon lành luôn. Có không có rách nè, kìm cắt xéo. Rồi mã 39 nha các anh chị, 100.000. Tiếp theo là mã 39 là 40 không có ta. Mã 41 nha các anh chị. Lấy gì đâu. Mã 41 là một cái cây kìm này nha các anh chị. Cây này là của Fudiya nha các anh chị. Cắn tay cầm đồ đẹp này, Fudiya Japan. Đó. Cắn tay cầm được không có rách nè. Cái đầu này còn đen, xanh đen luôn, còn đẹp lắm nha các anh chị. Thì nó có một cái lỗ tuốt này và một cái lỗ bấm cốt nha. Đó, răng ngàm được còn ngon lành, không bị gì nha các anh chị. Em cắt thử cho các anh chị mình xem thử ngọt không nha. Đó, ngọt ngay ha. Rồi, cây này chiều dài của nó là 19 nha các anh chị, em đo 18 năm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 18 năm. Đó, Fujiya, một lỗ bấm cốt và một lỗ tuốt dây điện. Rồi mã 41, 200 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 42.
Mã 42 là một cái cây kìm này nha các anh chị. Cây kìm này thì cũng Fujiya logo nội địa Nhật. Đó, Fujiya. Cán tay cầm đồ đẹp nha các anh chị. Thì cái lưỡi, cái răng của nó này, đó, người ta có sử dụng rồi nha. Thì cái lưỡi cắt của nó là không có hở gì hết nha các anh chị. Cây này cán đồ đẹp hết, đầu đồ còn xanh nha. Chiều dài của nó là 19. Đây, đầu đồ còn đen xanh, ram, nước ram của nó còn đẹp lắm. Cây này để em cắt thử dây điện ngọt. Đó, cắt ngọt ngay nha các anh chị. Đó, cắt ngọt ngay à. Rồi cây này mã số 42 nha các anh chị, 180.000. Tiếp theo là mã 43. Mã 43 là một cái cần cưa này nha các anh chị. Mã này 43, một cái cần cưa này. Thì cần cưa này nó gồm có là những cái lưỡi như vậy nha các anh chị. Nó có là 1, 2, 3, 4, 5 cái lưỡi này, chứ một cái lưỡi trong cái cán nữa nha. Để các anh chị mình cắt ống nước, cắt sát rồi nha các anh chị. Đây, cái lưỡi này cắt bén lắm. Thì cái cưa này là nó mở búng. Nó ở trên cái cán này nó không có chữ nghĩa gì hết nha các anh chị. Đó, thì nó có những cái số này 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì đây 7 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì cái này để làm gì, không có gì hết à. Còn cái này nè, khi các anh chị mình muốn nó có một cái lưỡi này nữa nha các anh chị. Cái lưỡi này nè, lưỡi này là cưa lách này. Thì cái lưỡi này khi các anh chị nào mình không có xài cái lưỡi này thì các anh chị mình tháo cái này ra nha các anh chị. Mình rút luôn ra rồi mình cắm cái chỗ này vô đây. Đó, mình cắm vô đây mình làm một cái cây cưa để mình cưa lách rồi nha các anh chị. Mình cưa khác. Mình tháo hết cái khung này ra luôn, mình để cái khung này vô. Rồi còn cái năm cái lưỡi này luôn. Thì cái cây này là 150.000 nha các anh chị, cho một cái bộ cưa này luôn. Đó. Nó không, ở ngoài nó không có chữ gì hết nha các anh chị. Cây này nè, còn đẹp, còn mới tinh luôn nha các anh chị. Lưỡi này cũng còn mới, chưa có sử dụng luôn. Rồi mã 43, 150.000. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.